Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải nè mày. Và ngày hôm nay thì Khải cũng đã đủ tìm đủ sức đồ cho mình rồi nè mày. Và bây giờ chúng ta lên đảo nè mày. Em nhìn sơ qua thì hiện tại Khải thì đang tăng sức mạnh 165 và sinh khí 126 nè mày. Lương mana cũng vẫn đang chỉ mới khoảng tầm 6k2 mà thôi. Thì chúng ta lên đảo nha mày. Sau khi đã đủ đồ theo ý của Khải thì bây giờ chúng ta lên đảo và anh em cùng tăng điểm chuẩn lại nha mày. Ok, trước tiên Khải sẽ tải hết cái rồi ok. Ở sức đồ này thì Khải vẫn như cũ nè mày. Nón 2340 sinh lực 158, vũ khí 1340 sinh lực 40 và gia truyền sinh lực 114. Bao tay thì hiện tại đang là bao tay 530 sinh lực 147, nhẫn thì kháng độc 15 sinh lực 128, nỗ lực 74, nhẫn là kháng loa 29 sinh lực 17, ngọc bội thì kháng họ 21 sinh lực 61 và đã lưng kháng loa 26 sinh lực 60 và giày thì 19-20. Nói chung là cũng tầm ổn nè mày. Bây giờ chúng ta sẽ tăng trang thêm sức bị nha, mới nha nè mày. Và cho anh em xem. Phải sẽ tăng lại. Ok, bây giờ Khải sẽ mang. Trong cái nón đỉnh gót này thì áo đỉnh gót này là Khải đang dự định mua lại mà anh chưa bán nè mày. Nên là trước mắt Khải sẽ mang tạm cái áo phù hợp 40 sinh lực 104 này nè mày. Đây. Đó. Rồi ok. Rồi Khải đã mua được bao tay cho mình, bao tay 140 này. Đó, tìm bao tay mãi giờ mới có nè mày. Rồi. Đại lưng kháng loa 29 nè, đại lưng kháng loa 29 này Khải sang bót ra này. Rồi, giày kháng loa 20 nè, Khải sang bót ra này. Đó. Rồi, nói chung thì thấy vào thì đặt móc hưởng 540 nè. Đó, thì nói chung thì sức đồ nó vẫn tương đối như cũ, không như khác gì. Đó. Rồi, vẫn là lượng kháng loa 75. Rồi, kháng họ 519. Rồi, okay, Khải tải cái tăng điểm chuẩn lại xem thủ mana bao nhiêu nha. Tổng vọng đến 92 tạm máu khoảng cái 3. Đó, nếu tăng điểm chuẩn máu mana nhiêu này không? Mana nhất phải 10k nè, thấy chưa? Rồi, full sinh khí thôi, full nội công cho thôi nè. Nó được tay 3k1, full nội công. Này thì anh em cũng nhìn sơ qua rồi nè mày. Khải đang tổng vọng có đến 92% nội lực hồi thân rồi, nên là mana Khải càng to càng khỏe nha nè. Đó, mana gần 10k, giờ tăng điểm chuẩn này thôi. Trời luôn tay 3k1. Quá chắc luôn. Cái này thì sức mạnh 30. Sức mạnh 30 này có thể thấy ra thay vào được nè mà, Khải có cái nhận sức mạnh 14 nè. Thấy ra thay vào được. Đó là mang tặng cái áo kia ok rồi. Rồi áo hồi 50 vô. Rồi. Đó, khi nào chả cái áo thì mang áo này là đẹp. Rồi cái này vút này. Cái này vút cho xe này, kháng loa 26 này. Dương đôi giày kháng loa 19 này nè. Rồi cái này vút cho xe hết. Rồi, chắc cho nè. Dạ thôi, mana 9k. Úi xời. Tìm khoảng vài điểm tiềm năng nữa là mana 10k nè mà. Hết 10k. Rồi, dạ thôi. Nói chung thì sau khi đã mua được bao tay này thì khẳng định là Khải đặt mốc 540 thì Khải mới lên đảo nè mày. Và sau 3 ngày thì ngày hôm nay là ngày thứ tư thì mới mua được bao tay nè mày. Đó, anh em thấy bao tay ok không? 540, nói chung là Khải chỉ kích được ổng 1 thôi nè. Ổng 2 không kích được tại vì là chỉ có mỗi dây mọc à. Còn dây này là nhẫn này Khải cho nhẫn kim rồi kích cái ngọc bội nè. Kích ngọc bội kháng hỏi trong 1 nè. Là bao tay Khải chỉ cần dùng 1 thôi nè mày. Phải tìm mấy ngày rồi mới có nè. Ok không? Nếu mà đi hướng này á thì cái ngõ Khải ra nè 59. Đó, 59 cái ngõ. À, Khải đang dự định kiểu này nữa nè mày. Tại vì Khải cũng có cái ngọc bội với bao tay á. Để cho anh em xem. Đó, đây là hướng bao tay làm chậm nha. Còn Khải sẽ tăng theo hướng ngọc bội làm chậm nè. Bây giờ Khải sẽ tăng thêm hướng ngọc bội làm chậm này. Khải có hai hướng này. Đây, ngọc bội làm chậm này thì sẽ đi vào tây kháng họ. Nói chung đi hướng này á, Khải đang dự định hướng này đẹp hơn thôi. Lỡ đâu mà mình đánh solo mình gặp thiên nhẫn nè thì mình có thở thay, mà nói chung đánh solo nó nói không có đâu biết khi nào mà đánh. Đây, đây thì kháng họ 52. Rồi nó nỗ lực bao nhiêu? 52. Nỗ lực 10k. Nỗ lực 10k đi hướng. Thì hướng này là ngọc bội chậm 40. Ngọc bội chậm 40. Rồi bao tay kháng hỏa 14 thì nỗ lực được 10k.
món một K3, món một K4 gần K5. Món ngon hơn đâu mà, tại vì là bò tây này món có 79 rồi. Ngọc bội này món có 60 rồi. Thay vào cái này là bò tây là ngọc bội, bò tây là sinh lực là 90, ngọc bội sinh lực 70. Tính hơn được 10 mát sinh lực. Mana thì lên được 10k. Mà lượng căn hộ nó mất đi 7 điểm căn hộ nè. Đó. Theo anh em đây nơi hướng nào? Mất đi 7 điểm căn hộ. Mất được 7 điểm căn hộ. Mất được 7 điểm căn hộ hơi tiếc đâu nè. À, ok, chúng ta làm mang lại cái này. Này mới đạt được 10k. Mất được cách 4-50. Mang lại tôi em chậm này. Một khán hộ này. Một khán hộ thì hơn được 7 khán hộ nè. Là máu đường cát tư. Nói chung là hạng nghĩ thật lát kháng họ đi nè mà. Kháng họ 7 điểm thế vậy nó không căng lắm nè mà. Còn lại nhập bội mình đem đi bán là hay hơn. Rồi. Ok nha, kháng họ 59. Máu thì cũng tương đối cát tư ba máy thiếu thua 10 máy điểm thôi. Còn nội lực thì thua mấy chục nội lực nè. Tặng đi theo hướng này á thì sau này mình kiếm được cái nhập bội kháng họ 25 dòng 1 thì nó dở thay hơn nè mà. Dở thay hơn. Còn bao tay này chắc chắn không thay được, không thay ra vô được. Rồi, thế bạn cứ ý như thế này nữa mà. Giờ hợp lý hơn nè, câu hỏi 59. Rồi, bây giờ Khải xuống đảng nè mời. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và đừng quên đón lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho nè mời. Và đây thì kỹ năng tiềm năng của Khải nè mời, Khải full nội công nè. Đó, ông chơi khô máu nè mời, tên full down luôn nè mời. Đây là tổng kim đánh cho nó chất lượng nè. Ok chưa? Được tay 3K1. Cắt chưa nè. Cái giày này thì cái giày Khải top 30 á. 30 mà cái này được 2K2. Kỹ năng cộng 1 nó là 20, 20 cộng với 30 là vừa đọc móc nha. Nó vừa đọc móc. Nhưng nếu mà đôi này mà 40 thì tuyệt vời em ơi, được một tóc nữa mà không được 30 à. Rồi, cho anh em xem đoạn lần nữa trước khi xuống đảo. Rồi set này thì cứ đánh cố gắng đánh với mọi hôm thì lên top tổng kia thôi nè. Mọi hôm thì Khả tăng sức mạnh 165 á thì đánh nó cũng đã có tốt rồi, top 5, top 6, top 7, top 2 rồi nè, top 3 các kiểu rồi. Hôm nay tầm này thì quá đẹp rồi nè mày. Tầm này phải tìm cho chuyện khác tất cả nữa đẹp nè mày. Chuyện khác cả khoảng 10 nữa đẹp nè. 10 hay 11 nữa là lượng kháng họ lên 70. Là kháng lôi lên 75-1 thì khỏe nè mày. Tạo giờ kháng lôi khả năng dư 9 điểm thì phải. Rồi bỏ ra phải tính là mình dư nhiều điểm cho em xem. Là kháng lôi là 51. 51 kèm với cái này 29 là lên được 80. Lên được 80 kháng lôi. 80 kháng lôi thì hiện tại kháng lôi khả năng dư 5 điểm thôi. Kháng lôi đang dư 5 điểm. Nếu mà có mặt nạ 5 là mình dư 10. Rồi kiếm cái chuyện kháng cảm, kiếm cái chuyện kim kháng cảm 10 nữa là sẽ đạt móc 75-1 kháng lôi em ơi. Đó, tính hết rồi. Nếu mà Khải có được mặt nạ kháng cảm 5 nha. Rồi kèm với cái chuyện kháng cảm 10 kim nữa thì kháng lôi của Khải sẽ lên 75-1 nha. Thì lúc đó nó sẽ trâu hơn một chút nha. Đó. Rồi, mình xuống đảng nha mọi người ơi. Và không như hơn thì kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Và hẹn anh em ở những trận tống kim 21 ngày để cùng tranh giành top tống kim cho vui nha mọi người ơi. Bye bye.